vì lý do mình quá béo để dẫn con gái đi bộ giảm cân. Nào ngờ ông bố được con an ủi ngược. Chuyện là người bố thấy dạo này có vẻ thân hình con gái ngày càng trở nên mẫm mỉm nên đã tự nhủ dẫn con đi bộ để tiêu năng lượng. Ông bố trẻ cũng không quên hứa với con rằng sau này ngày nào ăn xong thì cả nhà sẽ cùng nhau đi bộ. Nhưng ông bố không ngờ được rằng cô con gái nhỏ tưởng bố mới là người đang muốn được giảm cân. Tỏ ra thương bố, công chúa nhỏ khuyên: "Thực ra không cần giảm cân đâu ạ, bởi vì bố có biến thành thế nào đi nữa con cũng đều thích bố mà, bởi vì bố là bố của con." Câu nói hồn nhiên thơ ngây của con gái đã khiến bố ngây người, không thể nói được lời nào. Không ngờ suy nghĩ hai bố con lại lệch pha quá, nhưng lời nói của con cũng khiến ông bố hạnh phúc. Sinh được cô con gái yêu bố thế này thì đúng là không uổng phí một đời. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng ngưỡng mộ ông bố trẻ vì đẻ được cô công chúa đáng đồng tiền bát gạo. Tuy bị con gái nghĩ muốn giảm cân nhưng ông bố chắc cũng cảm thấy hạnh phúc. Có thể nói bố và con gái quả đúng là một bộ đôi luôn tạo ra tiếng cười. Để đáp lại sự nuông chiều vô điều kiện từ bố thì các cô công chúa nhỏ cũng rất biết cách khiến bố hạnh phúc. Có một cô con gái đáng yêu như thế thì ông bố nào chẳng thích cơ chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.